chào mọi người. Thì hôm nay lại là chủ đề lắp năng lượng mặt trời. Thì hôm nay mình có làm ở Hóc Môn. Thì đây là thị trấn Hóc Môn nha các bạn. Thì kia là bệnh viện đa khoa Hóc Môn nha. Thì mình ráp ở đối diện bệnh viện đa khoa Hóc Môn. Thì hôm nay thì mình cũng ráp được cho vài nhà. Nhưng hôm nay mới có dành thời gian để quay cái video clip về lắp máy năng lượng mặt trời Phao Cơ Bình Phụ và máy năng lượng mặt trời 210 lít ở đây. Đó. Thì hôm bên mình thì ráp cũng rất là nhiều máy Sơn Hà, Tân Á, Đại Thành, toàn Mỹ. Nói chung là nhiều lắm. Không thể kể cho hết được, từ cao cấp cho tới dân dụng, bình dân thì hãng nào cũng có. Thì ở đây cái dòng sản phẩm ở đây mình bán đây là dòng sản phẩm giá rẻ. Thì phù hợp với nhiều gia đình ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay bên mình có đi ráp một bộ năng lượng mặt trời 20 ống 58 215 nít và Bình Minh. Đó, thì chất liệu thì cũng khá là tốt. Bình inox 304 nha các bạn. Đó. 304 dày 5 gem, thời gian bảo hành là 7 năm. Đó. Đây. Chân này là chân bản inox 201 nha các bạn. Chân bản này thì rất là bóng bẩy. Các bạn đều ngoài trời chắc khoảng 20 năm cũng chưa bị hư hỏng đâu. Thì đây. Ở đây này cái bồn họ xài nước giếng cho nên là nước giếng này sẽ không sử dụng nữa, cho nên là sử dụng một bình phụ. Thì đây là bình phụ SUS 304. Đây là bình phụ xịn nhất hiện nay các bạn ạ. Bình phụ này đang có giá tầm 800-900 ngàn. Thì bồn phụ này là một cái sự lựa chọn cực kỳ tốt cho các bạn. Thì ở đây nhà khách này có khi trời vừa mưa xong thì bên mình cũng cố gắng các bạn ạ. Mình đang quay thì nó mưa quá là mình bận, mình không thể quay video được. Cho nên là mình bây giờ mình nên mình quay được. Sau khi mình quay thì cũng mấy anh em thợ cũng lắp gần xong rồi các bạn ạ. Thì trên mái tôn này là mái tôn rất là đường mái vòng cung nha, đường mái tôn vòm nha các bạn. Đó, thấy không? Thì ở đây mình tư vấn với chủ nhà là hàn cái khung đỡ lên nha các bạn. Đây các bạn nhìn thấy không? Bây giờ hàn khung đỡ này để chân này để cho nó chắc chắn này. Khi các bạn để trên mái tôn cong vòm này các bạn không thể đặt thẳng được. Nếu mà cái mái tôn các bạn dốc về một phía thôi thì các bạn có thể lắp không cần cái chân này được. Nhưng mà khi mà các bạn lắp trên cái mái tôn vòm này thì các bạn phải hàn cái khung như này và sẽ tiến hành sơn lại nha. Thì đó, thì đây là máy năng lượng mặt trời Bình Minh kết hợp bồn phụ Osaka. Thì bồn phụ này khá là tốt nhé. Đó, sẽ đi theo chọn combo của nó thì các bạn muốn sử dụng cái loại tốt thì các bạn liên hệ với Thành Phát nha. Thì đây là máy năng lượng mặt trời Bình Minh. Thì máy bay năng lượng Bình Minh này có sử dụng được dung tích 210 lít và có thể sử dụng được cho 6 người sử dụng nha. Đó, sơ đồ cấp nước của dòng này thì cũng y như các dòng khác cả. Sản phẩm này được bảo hành chính hãng 75 nha. Thì ở đây khu vực này ấy, thì mình cũng gắn cũng rất là nhiều rồi. Thì ở đây sử dụng ra là hai vòi sen. Sơ đồ đấu nối thì cũng khá là đơn giản. Thì ở đây là ống chân không này. Ống chân không là công nghệ 5 lớp nha các bạn. Công nghệ hấp thu điện rất là nhanh. Thời gian đón khoảng 4-5 tiếng nắng là các bạn có nước nóng sử dụng cho cả nhà luôn. Thì đây là đường ống nước cấp lên thì đây có phao rồi, mình không nói rồi. Thì đây là đường ống thông hơi. Ở bên kia cũng có luôn. Thì dòng máy này nó có 4 lỗ xả. Các bạn tha hồ lựa chọn từng ấy để gắn nha. Rồi. Thì ở đây là một ngôi nhà cũ chưa có hệ thống ống nước nóng. Thì hệ ở nhà đây cũng khá là phức tạp thì bắt buộc là mình phải đi ống nước đi lội. Nó bắt đầu khoan vào trong những nhà tắm thì các bạn nhìn thấy ống nước màu đen đang nằm kia. Đi lội xuống dưới đó, đi xuống dưới nhà. Đó, đi xuống dưới nhà. Thì đây. Thì vào từng phòng một. Đó, thì cái nhà nào mà các bạn chưa có đường ống nước nóng thì các bạn cứ liên hệ Thành Phát thì Thành Phát sẽ thi công ống nước nóng đến tận nơi cho các bạn luôn. Các bạn không phải lăn tăn vì cái đường ống nước nóng của nhà mình nha. Lúc chỗ nào cũng đi được và lúc nào cũng có thể đạt hiệu quả. Các bạn chỉ cần dự tính bài toán chi phí, Thành Phát sẽ tư vấn cho các bạn từ A đến Z. Thì ở đây chưa có vòi sen nha các bạn. Đó, thì ống nước đi nổi từ đây đi vào. Đó, nhà ở thành phố thì hay đi lội kiểu dạng như thế này. Đó, thì kết hợp cái máy nước nóng cũ nằm ở đây. Đó. Đó. Đó, nóng này nó nằm ở đây. Đó, thì các bạn sử dụng. Rồi, đây là cái phòng thứ nhất. Đây,
Đây là máy điện, bỏ máy điện thứ hai đi thì ống nước thì cũng như ở đây chảy vào nha các bạn. Đó, ống nước không đã chờ vào. Thì ở đây thì mình sẽ dùng cầu nối nối ra và đây là nước cấp sẽ cũng đi lên tầng thứ hai trên cao. Đó là đây vòi sen thứ hai, máy một cái máy điện này sẽ bỏ. Đó, như vậy là hai vòi sen mình thấu được hai nơi nha các bạn. Đó thì hiện tượng đi lọt nó sẽ như thế này. Thì các bạn dự tính là chi phí lắp đặt hoàn thiện bộ này bao nhiêu? Thì đây là cái combo nhà này. Thì giá nó dao động từ 8 tới 10 triệu nha các bạn. Rồi. Vậy là bên mình đã hoàn thành rồi các bạn ạ. Sau khi trời tối là cũng vừa đủ thì một bộ máy này hoàn thiện mất tầm cỡ từ hơn nửa ngày hoặc một ngày trở lại tùy từ tay nghề thợ làm nhanh hay làm chậm. Thì bản thân mình của công ty mình thì cứ làm đúng làm đủ an toàn cho khách hàng sử dụng, đặc biệt là độ an toàn mang tính chất lâu dài thì ta phải làm kiên cố cho chắc chắn. Có thể các bạn liên hệ Thành Phát thì giá của Thành Phát thì cao hơn những chỗ khác nhưng mà chất lượng các bạn đổi lại là toàn đồ chất lượng nha. Đó thì cái phần sơn chân ở đây thì chủ nhà sẽ tự sơn nha các bạn. Chủ nhà bảo cứ để anh sơn cho, các chú cứ gắn máy cho anh thôi. Đó thì khách hàng bảo như vậy. Rồi ok, chào các bạn. Thì các bạn ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, các bạn mua năng lượng mặt trời thì các bạn liên hệ Thành Phát nha. Để Thành Phát hỗ trợ lắp đặt, tư vấn tận nơi miễn phí ở các tỉnh Đông Nam Bộ. Chào các bạn.